Xin chào các bạn. Nếu như các bạn là những người mà hay live stream trên Facebook hoặc là các bạn muốn có một những cái bộ đèn ánh sáng để chúng ta có thể quay chụp được những khuôn mặt của mình, thì hôm nay thì iCamera xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một giải pháp, đó chính là bộ đèn LED 2 trong 1. Đây sản phẩm của chúng ta đây. Mình cùng mở hộp xem bên trong sản phẩm của chúng ta như thế nào nhé. Đó, các bạn có thể thấy được thì sản phẩm bao gồm thứ nhất đó chính là bộ đèn LED. Đó. Thứ hai đó là hai thanh uốn, một thanh là giữ đèn và một thanh này sẽ là giữ kẹp điện thoại. Đó. Đây là chiếc kẹp mỏ vịt giúp chúng ta có thể kẹp lên những thành bàn, thành ghế. Đây ví dụ như mình kẹp thử lên chiếc thành bàn này cho các bạn xem. Đó. Ok, và cuối cùng đây là chính là bộ dây nguồn, nó sẽ cấp nguồn cho cái đèn này. Đây, nó sử dụng đầu USB như những cái chiếc đầu đốc sạc điện thoại của chúng ta thôi, hoàn toàn đơn giản và chúng ta có thể sử dụng được. Dây của nó nối dài ra khoảng tầm 1,5 m, thoải mái trong việc chúng ta có thể di chuyển. Rồi. Và bây giờ mình sẽ test thử cái nguồn sáng của cái bộ đèn này để các bạn có thể thấy rõ được, để xem chúng ta có thể để live stream được bằng cái bộ đèn này hay không nhá. Tiện đây mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn việc các bạn lắp chiếc điện thoại này lên bộ gái kẹp điện thoại này. Đó. Đầu tiên là chúng ta phải mở cái chốt này ra. Phải mở ra thì mới lắp được đấy nhá. Đó, cho trước vào trong đây. Rồi đẩy phần này vào. Đó. Sau đó mới chốt lại. Rồi, ok, chúng ta sẽ kẹp điện thoại mình vào thôi. Đó. Muốn chắc chắn như nào thì chúng ta chỉ việc chốt cái phần đây, chúng ta chỉ việc chốt cái phần đuôi này thôi. Đấy, ví dụ các bạn có thể muốn ngửa lên, ngửa xuống, trái phải. Đây, chỉ việc chốt cái phần này. Với việc live stream trên Facebook thì đa số chúng ta là để dọc điện thoại đúng không ạ? Đấy. Đồng nghĩa với việc là nếu mà bạn muốn quay clip video thì các bạn có thể để ngang được. Rất là dễ dàng đúng không ạ? Đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ test thử cái ánh sáng nhé. Đầu tiên trước tiên thì mình test thử ánh sáng ấy thì xin giới thiệu qua cái bộ đèn ở phần trên của nó. Đây các bạn có thể thấy được cái bộ đèn phần trên ấy thì nó có kích thước, đó là chiều dài 10 cm, còn chiều ngang nó rơi vào khoảng tầm 5 cm thôi. Phần trong nó là phần rỗng. Đây nó như được coi là một con nét ring. Đó. Ở phần phía sau đèn các bạn có thể thấy đây. Nó có tất cả là 4 nút. Thứ nhất là nút bật tắt on off. Thứ hai, phần này là nút trừ, nó là giảm cường độ ánh sáng. Ngoài cùng nó là nút cộng, nó là tăng cường độ ánh sáng. Còn phần giữa đây nó là đảo đầu, đảo chiều. Có nghĩa là bạn có thể thay thế cái màu sắc của ánh sáng nó. Thì cái giải màu của con này nó rơi vào khoảng tầm 3.500 cho tới 5.600. Hoặc chính xác hơn thì nó sẽ có 3 màu sắc tất cả. Đó, thứ nhất là màu trắng này. Thứ hai là màu vàng này. Và thứ ba là cái phần dịu hơn, có nghĩa là nó pha cả vàng lẫn trắng. Đó. Đây là giải đèn LED nhá. Thì những sản phẩm mà làm bằng bóng LED ấy, nó rất là tuổi thọ rất là cao và khó cháy, nên các bạn hoàn toàn yên tâm về cái phần sản phẩm này. Và để biết rõ hơn cái cường độ ánh sáng của cái bộ đèn này như thế nào thì mình sẽ tắt toàn bộ cái ánh sáng của cái đèn phòng này đi. Và chỉ bật mỗi cái ánh sáng của cái bộ đèn light này thôi. Để các bạn có thể thấy rõ được. Đó. Đây là ánh sáng trắng. Mình sẽ chuyển một số những cái màu sáng để các bạn có thể thấy được. Đó.
trắng này, vừa vàng vừa trắng này, và đây là vàng hoàn toàn. Tăng giảm này, mình sẽ tăng ánh sáng này. Đó, giảm này. Ok, và bây giờ mình sẽ test thử cái nguồn sáng của cái bộ đèn này trên chiếc điện thoại của mình để các bạn xem được nó sẽ như thế nào nhá. Đây là trong khi chúng ta không sử dụng đèn. Nếu mà chúng ta không sử dụng đèn thì các bạn có thể để ý được cái phần mặt của mình nó rất là tối đúng không ạ? Đó. Đó. Để khi chúng ta bật đèn lên thì nó sẽ giúp chúng ta như thế nào? Đó. Ánh sáng qua mặt rất là đều, nó không bị cái phần tối của cái gò hốc mắt này hoặc sống mũi này. Cũng được cái chứ. Đó. Và nó có đổi được cái màu sắc của đèn. Đây các bạn có thể thấy được. Đây là mình tăng giảm cường độ ánh sáng này. Tăng lên này. Đó. Thay đổi rõ ràng đúng không? Và đây là phần đổi màu sắc của ánh sáng. Các bạn có thể điều chỉnh. Đây là màu vàng. Màu vàng nó hơi bị ám một chút. Đó. Màu trắng tinh. Hoặc không, các bạn muốn êm dịu một chút thì có thể thay cái bóng của nó làm màu vàng và màu trắng nó đan xen lẫn nhau. Đó, rất là ấm. Đây là trong video quay clip, còn nếu mà trong phần live stream chúng ta hoàn toàn có thể tương tự nhau thôi. Và điểm nổi bật của cái bộ đèn này đó là nó sẽ giúp chúng ta có thể tản sáng đều trên khuôn mặt. Đó. Và hơn nữa nó sẽ tạo một cái điểm tròn sáng trong mắt, giúp hình ảnh hoặc là clip chúng ta có chiều sâu hơn. Đó. Và để biết thêm thông tin chi tiết cũng như đặt mua sản phẩm, các bạn vui lòng truy cập vào website icamera.vn hoặc gọi điện trực tiếp tới số hotline bán hàng của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hãy nhớ like và subscribe ở bên dưới để cập nhật hàng ngày những video clip mới nhất trên kênh YouTube Công Nghệ nhé các bạn.